Chào mừng các bạn đến với Share Herbals. Trong clip này, Nguyên hướng dẫn cách sử dụng một loại mặt nạ rất đặc biệt nhà Nguyên, đó là mặt nạ dưỡng căng da. Đúng như tên gọi căng da, mặt nạ giúp da được căng ra, xoa nhỏ lỗ chân lông hai bên vùng má khá hiệu quả. Ngoài ra, việc kết hợp với các dược liệu thảo dược giúp dưỡng da hồng hào, mịn màng chỉ sau một lần đắp. Ban đầu, các bạn lấy một lượng rượu đủ vào trong chén, kèm theo đó là một ít nước. Mình lưu ý là lúc đầu cho một ít nước thôi, sau đó nếu thấy bột vẫn còn đặc thì mình mới từ từ bỏ thêm vài muỗng nước vào. Điều này để tránh bột đắp không quá lỏng và gây mất hiệu quả căng da đó. Rồi, vậy là hỗn hợp của mình đã được đắp xong. Đó, các bạn thấy hỗn hợp được đặc nè, tắm nè, và kèm theo đó không quá lỏng. Thành phần gồm đương quy, hoa hồng, bạch chỉ, bạch cập, hạnh nhân, tinh chất tăng da thiên nhiên và các dược thảo khác. Và công dụng của loại bột này là giúp cho xoa kích lỗ chân lông nè, săn da, làm da trở nên trắng sáng, căng mịn rõ rệt, giúp da ngày càng sáng bóng, mịn màng hơn. Ngoài ra để cung cấp thêm một chút xíu collagen tự nhiên, thích hợp cho tất cả loại da và đặc biệt là da mụn và da thâm. Ok, vậy là đến giai đoạn quan trọng, đó là mình sẽ bóp mặt nạ và rửa mặt sạch với nước lạnh, phổ nhẹ và cảm nhận sự căng mịn trắng hồng của làn da. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng, bạn cứ gọi điện trực tiếp đến hotline của Sia hoặc truy cập vào Facebook Sia Herbals để nhận được sự tư vấn cũng như hỗ trợ cần thiết. Cảm ơn các bạn.